Bên trong viện chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú thì cũng là lâu rồi em mới đi quán đồ cũ vì thời gian vừa rồi em cũng khá bận chút, mới về Việt Nam chơi 3 tuần nhưng mà cũng đợt nắng nóng quá nên em cũng không đi đâu, không không có gì. Thì nay sang bên này thì nay đưa vợ con đi, hiện tại thì cả gia đình em sang bên này hết rồi. Và hôm nay thì tiện em đưa vợ con đi mua đồ gia đình ấy, thì em ghé qua quay cái viện chị cô chú một vài đồ, lâu lắm em không không có lên video được. Trước mặt em đây có đôi bát 38 này, JBL 22 26H 38 cm 600W, 8,7 cân một cái như thế này, một bên này. Cả cặp này là khoảng tầm 10 17 cân 4 lạng chưa kể hộp nhé. Giá của nó là 5.000 à 50.000. Cái 5 man, 5 man rưỡi cả thuế. Khoảng tầm hiện tại là tầm gần 11 triệu đó. À, một cái cặp này 11 triệu quý vị nhé, cặp 38 W bát 40 600W và 8 ôm nha quý vị nhé. JBL 2226 quay gần quý vị xem một chút. Vì người ta để trong này nên em cũng không dở lên để xem được. Đó, thì nói chung hàng còn đẹp thôi, hàng giá mới nó là 11 man 3 tầm 23 triệu đó. Còn bên này là họng kèn nhưng mà lại rất tiếc là có một cái một thôi. Có chú Trung ở trên Phúc Yên, có chú Trung Thanh có bảo em mua kiếm một đôi kèn nhưng mà cái này nó có một cái 30W 8 ôm. Con này thì cũng không được đẹp lắm. Bên này có một cái có đến đó. Thằng này một cái là cọc cọc cạch nhau. Con này thì giá của nó là lại lấp dưới, em cũng không nhìn thấy được. 3 man rưỡi chưa thuế. Là 7 triệu chưa thuế. Con này thì 6 triệu chưa thuế, rồi thuế vào 7 triệu nhé. Sang bên này thì cái quán này thì cũng khá xa nhỉ. Cách đi ô tô mất 20 phút. Như này thì vừa rồi đợt rồi trước thì em cũng lấy một con xe 7 chỗ để đi lại cho tiện vì đợt này hai đứa con ở này đi học hành với lại mỗi lúc nó ốm đau gì lỡ ốm đau thì tiện trước chưa lấy xe phải nhờ người anh em công ty người ta chở thì cũng phiền. Nên bên này mấy con dàn mini, mấy con này thì cũng hơi cùi cùi em cũng không quay. Con JVC này thì cũng đẹp nhưng mà nói chung là ở Việt Nam các anh quan tâm các anh cũng hay chơi mấy đồ này lắm. Sang phần loa đi, âm ly đi. Đây là có một cái đường ông PMA390SE các vị. Con này 50W và 8 ôm. Thì nó cứ bị cái nút vặn, người ta có ghi cái nút vặn nó có cái mất mòn sơn thôi, còn ngoại hình nói chung vẫn đẹp. Cái này thì sản xuất 2009 nhưng mà thiếu cái remote cái điều khiển. Giá nó là 17.600, tương đương khoảng tầm 3 triệu rưỡi đó. Chưa cước. Cả con này cũng không nặng lắm, tầm 5 cân 5 6 cân gì đó thôi. Nói chung cũng được, con này được. Nói chung ngoại hình nó chỉ vì hai cái nút này nó bị mòn sơn thôi quý vị, còn lại thì nó vẫn ok, bọc trong giấy bóng hết à. Cái này là một em gì đây, âm ly AU 507i, Alpha 507i của Sang Sui. Con này thì hai kênh 90 cộng 90W, đối với 6 ôm và hai đường ra đấy, 180W thì 6 ôm, còn 160W thì 8 ôm, hai đường, một đường 80W. Đấy, Alpha Series, giá mới là 6.000, 60.000. 60.000 thì tương đương khoảng tầm 12 triệu đó. Còn giá cũ bây giờ là 18.000 thì khoảng tầm 3 triệu 6. Thuế vào là 4 triệu. Sản xuất là 1987 đấy quý vị. Nó nặng lắm nên em cũng không quay phía sau được. Đây thì có bộ loa Diatone này cũng khá to. Còn dưới đây thì có độ gì đây ạ? KEF 120W. 8 ohm và 40 kHz. Con này thì một đôi nha quý vị nhé. Bên này con cái này.
Cái dòng này loa rất là đẹp, mà cái sáo căng ra thì cái vàng loa rất là đẹp, nhưng mà người ta bọc kín này, tránh cái trường hợp sáo ra cho vào xước khác. Thì em sẽ tạm dừng em xem sản xuất ở đâu. Thì em vừa xem phía sau thì nó sản xuất ở China của vị anh chị ạ. Bây giờ này thì có mấy con đàn ông toa và gì đây toa đàn ông UPAK77S. Con này thì stereo, âm bass stereo này, 70W, 3 lần bass trap này, mixing này. Con này thì không có điều khiển quý vị ạ, không có dây đi kèm. Bên này thì giá con này là 8.800, khoảng tầm 1.800.000 vậy ạ. Bên này thì là một con đầu CD thôi, CD thì rất là em không quay ạ. Đây có một con AUD507X của Samsung tiếp. Con này thì cũng giá là 22.000, tầm 4.500.000. Xuất lực 180W hai đường, 6 ôm quý vị. Đẹp thật, con này còn đẹp lắm. Nói chung cái dòng AU này thì em thấy mấy anh cũng không 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 hay quan tâm lắm. Vì nhiều anh cũng hay hỏi đàn ông rồi xong xuôi cũng có, nhưng mà mấy cái dòng cao cấp, còn mấy dòng trung bình này thì không thấy các anh hỏi lắm. Thực ra Việt Nam mình là toàn khách chơi rất là tốt, chơi những hàng rất là đẳng cấp luôn. Đây em thấy vừa đây thấy có mấy con stereo equalizer em quay cho quý vị đâu rồi. Đây. Đây quý vị. Equalizer Equalizer dạ. Của toa. Giá là 9.900, 2 triệu chưa cước một con đây quý vị nhé. Đây có 4 con Equalizer này thì có hai hai channel 14 điểm đây, có ghi đây hai kênh ấy, hai kênh ấy, 14 điểm thì đây là 12 decibel và 6 decibel đây, điều chỉnh trong cái phạm vi này. Còn là mấy con hàng này thì khá là đẹp, rất là đẹp luôn. Hàng này thì nhẹ đấy, cũng không nặng gì. Đó, cước ở mỗi cái cắt bây giờ thì 190.000 nha quý vị anh chị nha. Trên này thì có mấy con loa nhưng mà lại nhỏ nhỏ này thôi, chắc em cũng chẳng quay. Thì mấy con này thì mua cước cao hơn loa. Như này thì có mấy con súp. Đấy. Đàn ông con súp hơi này. 2.000. Con này thì nó nhẹ rồi, trước em có con em bán về Việt Nam cho một anh Đức ở Hà Nội, màu đen, màu xám chứ không phải là màu vàng này. 2.200, tầm 4.500 chưa cước, nhưng mà cước thì nó cao gấp 4 lần loa. Nếu đi đường hàng không, nếu đi đường biển 100.000 cân 2 tháng về Việt Nam. Đấy có con súp SVK45 của Yamaha 70W và 5 ôm nha quý vị nhé. Đấy, thì có cái nút vặn ở sau nó bị mất mến. Đây này có con Yamaha IST-SVK40 tiếp 50W 5 ôm. Giá 3.300 là 700.000 á. Nặng lắm. Nó chỉ có súp không thôi, không có dây và nguồn. Dây nguồn thì đơn giản thì không lo. Con này là con súp Pioneer FK 11 2.500 27 550.000 đó. Wow, trời ơi nó nặng thế, nặng chục cân rồi. 80W quý vị. 200 Hz khá là ok. Nhưng mà nó nặng quá. Bên này còn mấy loa Bluetooth của Sony 230W này. To đùng luôn. Hộp to loa thì cũng nhỏ. Loa nó còn trầm trên riêng. Bên này thì cái quán này có rất là nhiều loa, loa to loa con này nhiều lắm. Đây xem đây có bâu gì à? Ở đây có mấy lôi loa bâu này, khá là rẻ quý vị này. Bâu 121 9C là rẻ đấy. 999 2 triệu là rẻ, con này rẻ, cái chỗ khác các bạn phải có cái loa này là 13.200. Em đi rất nhiều quán rồi thì giá trung bình nó rơi vào tầm đó. Có giờ có thể rẻ hơn, nhưng mà giá trung bình đợt trước còn toàn vậy á. Đây dây BL4312 series 2 VKX này. Để nét lại vậy coi dễ cái tem.
Đấy thì 16.000 là 13 triệu hơn, giá triệu rưỡi. Chưa cước quý vị nhá, cước 190.000 một cân, một tuần về Việt Nam. Này thì bông 101 mm này thì 45W đến 150W, tối thiểu là 45W. Giá là 11.000. Khoảng 2 triệu 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đó. Chưa cước. Và đàn ông sần sùi con kia thì rất là nhiều luôn. Dưới này nó mấy con lo to chả bán lửa. Giờ tôn mấy con lo đại ca luôn. Đấy thì cũng rất là lâu rồi em mới đi quay video. Tuy nhiên thì cái hàng hóa thì em vẫn gửi về bình thường quý vị nhé. Tại vì em cũng bận không đi được, nên em những cái hàng mà em ví dụ đấu giá hoặc là mua đặt thẳng trên quán người ta gửi đi kho người về, em vẫn về hàng bình thường. Em cũng không, nên là em cũng không có lấy hàng về để quay video vì đi 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 về tốn cước. Em gửi thẳng đi kho về Việt Nam luôn, nên em vẫn gửi đều rồi. Các sản phẩm loa đài, thực phẩm chức năng, máy móc em vẫn gửi đều vào quý vị. Anh loa này, đây này thì có mấy bộ loa vi tính của Bầu, Commodore 3 này, hai kênh này. Cái này thì cục này nặng, nói chung loa này thì nghe tốt, hai kênh này. Commodore 3 này giá 3 triệu rưỡi chưa cước, cước nó cũng cao vì cái này nó cũng nặng. Bên này thì có Bầu AM2 này, một cái rồi, đâu một cái rồi. Hai nhân 50W. Cái này một mình nó có hai cái loa trong. Cái này là mấy bộ bao Commodore series 2, giá 7.700 thì 10W. Cái này thì 10W nhưng mà nó nghe cũng to, nó ghi 10W vậy chứ nếu mà ở trong phòng tầm 15m² thì nghe cũng thoải mái, đẹp ga luôn. Khoảng tầm 1,5 triệu chưa cước quý vị. Dưới có con bao 501X này. Con 501X này thì từ trước em quay cho em có một cái con trầm này hỏng, nó cũng bán 3.000. Con này cả trầm cả đồ loa con đẹp bán có 8.000. 8.800 tầm 1,7 triệu gì đó, 1,8 triệu gì đó. Đấy, chưa cước mà cái trầm này nặng lắm. Nên là thôi. Đẹp nhưng mà nặng lắm, nghe hay nhưng mà nặng. Đấy thì tạm thời em quay viện chị cô chú quay xem mấy sản phẩm loa đài chỗ em. Em sẽ đi mua một ít đồ tiện, em sẽ nếu có đồ gì hay em sẽ quay thêm một úp lên viện chị cô chú cùng cùng theo dõi. Bên này thì mấy cái đồ hỏng này, máy ảnh hỏng này, dây audio này, rồi các cái đồ máy hút bụi do gia dụng này, là đủ hết. Hãy hút bụi trong xe ô tô, Lowesco cần câu này. Đấy, quay chậm lại chút cho viện chị của chú cùng xem. Rồi đây là máy in, máy tính hỏng bên kia, ăn đồ loa này âm ly hỏng, đồ đĩa hỏng đồ kia nhiều. Thì em xin chấm dứt video tại đây, em hẹn quý viện chị của chú trong các video lần sau. Em xin trân trọng cảm ơn quan tâm theo dõi của tất cả quý viện chị của chú và ủng hộ chú em thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.